Thưa quý vị, trong những năm qua, các tổ chức tôn giáo thể hiện tinh thần đoàn kết, luôn gắn bó, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương trong công tác từ thiện xã hội. Trong năm 2021, các tôn giáo đóng góp chung tay trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên 33,3 tỷ đồng, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các tôn giáo tại Tây Ninh còn thực hiện tốt mục tiêu vì nghĩa lớn, nước vinh, đạo sáng, hưởng ứng tham gia cách mạng, ủng hộ cách mạng giải phóng dân tộc trong thời chiến, góp phần bảo vệ tổ quốc, ổn định xã hội, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp trong thời bình. Hơn 90 năm, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ địa phương, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm công tác vận động quần chúng là tín đồ các tôn giáo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã tổ chức xây dựng đường hướng hành đạo, hoạt động theo pháp luật, hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước. Trong chiến tranh, việc huy động sức mạnh quần chúng tạo được vành đai nhiều lớp, bảo vệ an toàn căn cứ địa cách mạng để lãnh đạo, chỉ huy thực hiện kháng chiến thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Trong hòa bình, việc thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của người dân, phát huy sức mạnh toàn dân vượt mọi khó khăn để tái thiết, xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Tuy nhiên, cả trong thời chiến lẫn thời bình, việc lãnh đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh quán triệt đúng đắn, đầy đủ chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để vượt qua dị biệt về ý thức hệ, thiên kiến về những vấn đề lịch sử, tạo được sự đồng thuận, thống nhất ý chí, cùng nhìn về một hướng, tiến đến một mục tiêu chung là điều không dễ dàng. Để làm được điều đó trong gần 40 năm qua, đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã quán triệt, thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới nói chung, trong công tác vận động quần chúng tôn giáo đạt những kết quả rất tốt đẹp, căn cơ, thực chất, đưa kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh tiến lên một bước tăng trưởng, phát triển mới trên vùng kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ. Với phương châm là sống tốt đời đẹp đạo, nước dinh đạo sáng, ban cai quản họ đạo, chúng tôi xây dựng cái mô hình họ đạo cao đài xã Bồ Năng tự quản về an ninh trật tự. Kết quả ban cai quản họ đạo cùng 17 tổ nghi lễ đã thực hiện như sau: coi như họ đạo Bồ Năng có tất cả là 42 người để tham gia vào mô hình an ninh trật tự, trong đó chia đều ra 6 ấp, coi như mỗi một ấp vậy là đều có chánh sự, phó sự đều là tham gia vào thành viên của tổ an ninh trật tự. Trong năm 2022 vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn cho các cấp mặt trận trong tỉnh đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có mặt trận tổ quốc trong công tác dân tộc tôn giáo đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 3 tổ chức tôn giáo, tổ chức Đại hội Phật giáo, tổ chức Đại hội đại biểu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ năm 2022 đến năm 2027, Công giáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ năm 2022 đến năm 2027 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Đạo Cao Đài tổ chức Đại hội Nhân sanh cấp cơ sở, cấp toàn đạo và Đại hội Hội thánh. Bên cạnh đó, mặt trận các cấp đã làm tốt việc đưa đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc tôn giáo, từng bước đi vào chiều sâu, phối hợp thực hiện đồng bào dân tộc tôn giáo, từng bước tuyên truyền các nội dung như luật tín ngưỡng tôn giáo, luật an ninh mạng, luật an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, luật bảo hiểm, các quy định về bảo vệ môi trường. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và xã hội, thời gian qua, hoạt động của các tôn giáo tại tỉnh Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chức sắc, nhà tu hành và các tín đồ tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo ở địa phương. Nhìn chung, các tín đồ trên địa bàn tỉnh đều thực hiện đường hướng hành đạo, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc theo phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Trong năm 2023,
thực hiện cái chương trình thống nhất hành động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như là cái chương trình 100 của tỉnh ủy về vận động các chức sắc, các tôn giáo, nhà tu hành thực hiện cái phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng khối đại đoàn kết, cũng như là cái tuyên truyền vận động thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Thì trong năm 2023 thì nhìn chung các đồng bào đã phát huy được vai trò của mình, tham gia tích cực vào các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nhân bá, nông thôn mới, đô thị văn minh, và xây dựng cuộc sống ở khu dân hóa, ấp dân hóa, cũng như là tham gia một số các mô hình về toàn dân, các mô hình về an ninh trật tự ở khu phố, các sứ đạo an toàn vân vân. Đó là một trong những cái mô hình mà điển hình thực hiện cái phát huy vai trò của các dân tộc thiểu số cũng như là các tôn giáo. Thông qua cái chương trình phối hợp hành động hàng năm đã có kế hoạch phối hợp với các tôn giáo trên địa bàn. Thì trong đó có xây dựng cái mô hình chăm lo cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài cái vốn đối ứng của Quỹ Người Nghèo huyện thì các tôn giáo đã ủng hộ hơn 600 triệu đồng để giúp cho hơn 50 hộ có cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Cụ thể là được hỗ trợ vốn không tính lãi để cho bà con có cái điều kiện sản xuất, làm ăn, mua bán nhỏ lẻ, giải quyết cái lao động nông nhàn để cho bà con có thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Chúng tôi luôn được sự đồng hành của các vị chức sắc, các ban cai quản họ đạo, đặc biệt là các cái họ đạo cao đài, các cái tổ chức Phật giáo, ban trị sự Phật giáo huyện cũng hết sức là đồng tình ủng hộ. Cùng với cộng đồng dân cư và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã hưởng ứng cuộc tốt cái mô hình, các mô hình như là mô hình ngày chia sẻ thiện tâm ở 8/8 xã phường, rồi cái mô hình là nguồn nữ tôn giáo thực hiện phong trào sống tốt đời đẹp đạo, rồi mô hình là tăng cường gắn kết thân thiện hỗ trợ giúp đỡ đồng bào ở dân tộc tôn giáo, rồi cái mô hình là khu dân cư bốn an về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội và cái ăn toàn vệ sinh thực phẩm. Thì mô hình tổ phụ nữ tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tình hình thực tế ở địa phương. Thì qua hoạt động mô hình đã kịp thời trang bị cho hội viên phụ nữ tôn giáo về những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần giúp chị em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời định hướng các thành viên trong tổ tích cực tham gia hoạt động từ thiện giúp đỡ những người nghèo, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa hội viên phụ nữ, tạo sự lan tỏa khắp trên địa bàn. So phía trước khi thực hiện mô hình thì số phụ nữ có đạo nắm vững kiến thức pháp luật liên quan đến những vực tôn giáo ngày càng nhiều hơn, đối tượng phụ nữ nghèo trên địa bàn được quan tâm kịp thời, từng bước ổn định cuộc sống. Đồng bào tôn giáo ngày càng tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ấp khu phố không có tệ nạn xã hội, xây dựng cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, cùng với cấp ủy chính quyền, các ngành các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các tổ chức tôn giáo luôn chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan về việc không sinh hoạt tôn giáo tập trung, đặc biệt là việc giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do ngành y tế khuyến cáo. Các tổ chức tôn giáo đã vận động quyên góp được hơn 5,4 tỷ đồng, góp phần vào thành công của tỉnh trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Các ngành chức năng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các vị chức sắc, già làng, người uy tín có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội và công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Những kết quả nêu trên đã thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của các tôn giáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và ổn định các mặt đời sống của nhân dân, các giai tầng, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo của tỉnh.